Xin chào các bạn Trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo đường kính của cái đồng hồ Để các bạn đặt mua cái mặt kính cường lực cho nó chuẩn sai nhất Điều đầu tiên các bạn cần lưu ý là mình sẽ đo trên cái mặt kính đồng hồ Chứ không đo ngoài cụm benzene ở phía bên ngoài nha Mình chỉ đo trên mặt kính thôi nha các bạn Bây giờ mình sẽ đo mẫu cho các bạn xem Các bạn lấy một cái thước tính từ cái vạch đầu tiên của cái số 0 đặt sát các mép của cái mặt kính đồng hồ và đo từ vị trí kim số 9 sang kim số 3 của mặt đồng hồ. Mình đo từ số 9 sang số 3 để cho cái đường kính này nó chính xác và đi ngang tâm đồng hồ nha các bạn. Ở đây mình đo cái mặt đường kính là 29mm thì mình sẽ chọn một cái miếng dán cường lực có cái đường kính là 28mm nhỏ hơn một chút xíu để khi các bạn dán vào nó không có bị kênh miếng dán lên đó là cái cách mà các bạn cần phải đo các bạn không có tính vị trí số 0 đầu tiên từ ngoài cụm minh như vậy thì khi mà mình lấy miếng kính đó, mình dán vào nó sẽ bị không có cái mặt phẳng và nó sẽ bị bông ra không dán được nha các bạn chỉ nên lấy từ trong cái mặt kính của cái đồng hồ thôi với cách đo như thế này thì các bạn chỉ cần báo với shop là à, bạn đã xem cái clip hướng dẫn đo màn hình đường kính ở trên YouTube rồi và báo cho shop cái đường kính chính xác là bao nhiêu thì ở bên shop sẽ chọn một cái tấm kính có cái đường kính tương xứng như vậy để gửi cho các bạn shop mình có rất nhiều đường kính của đồng hồ từ 30,8 tới 38 mm từ cái đường kính nhỏ tới đường kính lớn tùy theo các đồng hồ các bạn có đường kính bao nhiêu thì mình sẽ chọn cái tấm đường kính nó tương xứng như vậy các bạn ở xa lưu là phải đo chính xác giúp shop nha hoặc nếu có thể thì các bạn chụp cái tấm hình lúc mà các bạn đo để shop hỗ trợ các bạn xem là nó có chuẩn xác chưa vì nếu mà các bạn đo sai thì shop sẽ gửi sai cái đường kính các bạn sẽ không dán được trên cái đồng hồ đó một cái lưu ý thứ hai nữa là các bạn phải biết chính xác là cái mặt đồng hồ của mình là một dạng kính mặt phẳng hay là nó cong nhẹ như một ngọn đồi thường những cái dạng mà cong nhẹ như ngọn đồi là có những cái dòng là Galaxy uh, Arti nè rồi uh, Asus ZenWatch 3 nè là những cái dạng nhìn ngang nó sẽ thấy cái mặt phẳng cái mặt đồng hồ đó, nó không có được phẳng mà nó hơi cong nhẹ một tí những cái đó thì khi mà mình đặt cái miếng uh, dán cường lực lên nó sẽ bị vênh và không bám dính được trên mặt phẳng ở đây mình có thêm một cái ví dụ là cái đồng hồ thời trang bình thường thôi hiệu Swatch thì với cái miếng mặt phẳng như thế này mình có thể dán được cường lực và trên cái đồng hồ này mình cũng đã dán cái miếng cường lực lên rồi các bạn lưu ý là nhìn nghiêng thì nó sẽ có cái mặt phẳng thì đồng hồ đó mới có thể dán được cường lực nha mình nhắc lại ở cái bước đầu tiên là đo đường kính của cái mặt đồng hồ thì với cái đồng hồ này mình sẽ đo được là đường kính của nó là 31 cm 31 mm mỗi một cái mặt đồng hồ nó sẽ có cái đường kính khác nhau cho nên các bạn lưu ý là phải đo thật chính xác giúp mình ha có nhiều loại đồng hồ và giá trị rất là cao và nó có cái tác dụng chống suốt trên màn hình Tuy nhiên thì để đảm bảo an toàn hơn thì các bạn cũng cần phải dán một miếng dán cường lực như thế này Biết đâu các bạn lỡ tay pha vào cạnh bàn hoặc là xui à, rủi trong cái trường hợp nào đó thì cái miếng cường lực nó cũng giúp đỡ cho các bạn bảo vệ cái mặt đồng hồ rất là nhiều Nếu các bạn ở Hồ Chí Minh thì cứ đem đồng hồ đến shop sẽ hỗ trợ đo và tư vấn cho các bạn miếng dán luôn cảm ơn các bạn